Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ ra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Suy niệm. Bước vào thành Jerusalem, Chúa Giêsu loan báo về những cuộc bắt bớ mà người ta dành cho người, cũng như cho những ai tiếp bước theo người. Thế nhưng, chính Chúa Giêsu và những người thuộc về người đối diện với những bắt hại ấy trong bình an và niềm vui sâu xa. Giáo hội ngày nay đang đối diện với truyền thông như đối diện với thiên thần, đồng thời đó cũng là ác quỷ. Những người ác cảm với giáo hội đang chống đối kịch liệt với những chứng gian làm hủy hoại cuộc đời của bao người ngay trong chính giáo hội. Các phương tiện truyền thông được tận dụng tối đa cùng với sự tham gia tự nguyện của những người sử dụng thiếu hiểu biết. Cứ thấy tin sốt dẻo giật gân là lan truyền khắp nơi. Các phương tiện truyền thông không phải là ác quỷ, nhưng vô tri vô giác. Nhưng người người sử dụng chúng mang lấy cái tâm địa của ác quỷ thì giết chết anh chị em mình. Đối diện với điều đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy bình tĩnh và bình an. Đừng lo phải đối chất thế nào, nhưng hãy sống sự thật và tin tưởng vào Thánh Thần. Hãy dùng chính phương diện Internet, không phải để đấu đá với sự dữ, nhưng để loan truyền tình thương và sự thật. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.